Xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV. Đợt vừa rồi là có rất nhiều bạn hỏi mình về iPhone 6 đây. Đúng là iPhone 6 là hàng hiếm quá anh em ạ. Đây, hôm nay mình mua được mấy con iPhone 6 của một bà hàng xóm. Đấy, mình xem này, bao ghi mình chưa kịp xem ghi luôn. 16GB này, bản Mỹ này, mất vân tay này, iPhone 6 thường này, quốc tế này, 16GB này, 900.000 này nhá. Máy zin luôn nhá. Còn con này thì đây, cái kính hơi xấu một tí anh em ạ. Đây, 19 cái màn này này. Không biết hôm nay tự nhiên bị cái màn này này. Nó hấp mình hấp phát hết ngay nhá. Riêng cái vết này mình bao hết cho vào con này. Cái này mình hấp phát hết ngay. Đấy, xong này bao ghi này. Hấp vết này mình hấp hết nhá anh em nhá. Con này thì mình để cho bà con 700 thôi, cũng 16GB này. Bản RUA là bản gì đây em biết đây. Đấy, 700.000. Lắp SIM đầy đủ nhá. iPhone 6 thường quốc tế. Lắp SIM ok anh em nhá. iPhone 6 thường lắp quốc tế luôn nhá, không phải một lốc đâu nhá. 700, 900, ok. Hôm trước anh em mà hỏi iPhone 6 đây, hôm nay có đây. Giờ này mình toàn máy này cao, thế nên là iPhone 6 mình không chơi. Đây, iPhone 11 XR này, XR đỏ này, 128GB này, XR đỏ này, quốc tế 128GB này. Hôm trước không biết bạn nào hỏi mình máy 128GB gì. Đây, máy này pin XR đỏ và XR xanh này nhá. 128GB bà con nhá. Xem nào, xem con này pin bao nhiêu này. XR quốc tế 128GB, 5.700.000 đồng một con, pin 87 nhá, 5.700.000. Còn đâu 64GB. Đây, đây có 64GB mấy con. 64GB đây. Đấy, 64GB đây. Là 5.500.000 nhá. 5.500.000 64GB. Nếu mà anh em nào muốn mua XR, mình khuyên các bạn nên mua con đây, 5.500.000 64GB đây. Nên mua con XR 128GB vì hơn nhau 200 thôi anh em ạ. Đây, XR 64GB 5.500.000 này. 128GB là 5.700.000 này. Ok. Còn hai con này nó vỡ lưng, mình cho đồ vỏ anh em này. Hai con này vỡ lưng này, pin 92 luôn này. Cho đồ vỏ nhá. Anh em nào thích XR độ lên 13 Pro nhá. 128GB mà pin 92 này nhá. Có luôn cho bà con giá cực kỳ hữu nghị, 7 triệu. Ok, 7 triệu nhá. Đây, độ lên 13 Pro nó sẽ như thế này. Đây là 64GB này. Đấy. Nhưng con nào vỏ xấu quá mình cho ăn độ thì tiện đằng nào cũng vỏ xấu quá thì mình thay, mình độ luôn cho nó đẹp. Đấy. 6.300.000 đồng một con này. XR độ 13 Pro này, 6.300.000 đồng này nhá. Quốc tế luôn. Full chức năng luôn. Ok. Con gì đây nhỉ? iPhone 11 màu tím này. 7.900.000 này. Quốc tế nhá, pin 87 nhá, zin đét luôn này. Đây, XR đấy, XR màu vàng đây, 64GB đây, cũng 5.500.000 luôn. Đấy. iPhone 11 Pro này. Hôm trước hôm qua mình về được 5 cây này, 9 triệu một cây này. Thật sự hôm trước rất nhiều bạn hỏi mình 11 Pro đây, mà hôm nay về chẳng ai hỏi mấy nhỉ. Về 5 cây mới bán được 1 cây, về 6 cây bán được 1 cây. Còn 5 cây, đấy, còn 5 cây. Đây, 11 Pro này, toàn bộ là zin đét nguyên áp luôn này. 11 Pro quốc tế này, 64GB 9 triệu này. Về nhiều thế này mà không ai hỏi nhỉ. Đấy. iPhone 8 Plus quốc tế full chức năng này. 4.600.000 đồng này. Ok chưa? 4.600.000 màu vàng nhá, màu vàng đắt hơn nhá. Còn màu đen này chỉ 4.200.000 này. Ôi màu đen còn nhiều, nhưng trước mình tưởng bán mấy con là sao nhiều nhỉ. Ôi. Đây, 8 Plus. Máy zin đét nhá, máy màu đen nhá. 4.200.000 đồng này. Ok. Zin đét luôn, nguyên zin nguyên bản nguyên áp luôn. 4.200.000. iPhone 8 Plus màu trắng. 4.600.000 này. iPhone 11 màu vàng 7.500.000 này. iPhone 6S Plus. Con nào đây? iPhone 6S Plus quốc tế. Ô, tưởng con này 32GB à? Ôi sao con 32GB nhỉ? 2.600.000 này. Ô, anh tưởng một con 6S Plus mình bán rồi nhỉ? Anh trưởng mới được. Con này mới được cho. Ô đâu, hai con này, anh trưởng bán hai con rồi. Hôm nay bán hai con chứ nhỉ? Hôm nay bán hai con. Hôm trước bán con là ba con rồi. Thế hôm nay vẫn còn con. Đây con nào đây? Con này con nào đây? Con này của nhà mình đúng không? Con này nhà mình đúng không? Thì con này bán rẻ hơn này. Con này 2.500.000 này. iPhone 6 Plus 32GB này. Đầy đủ vân tay vân chân này. Đấy, 2.500.000 này. Con này 64GB này là 2.600.000 này. Đấy, nói chung là máy zin đét vào đẹp keng luôn. Nên bà con không phải hỏi nhiều về hình thức làm gì, nó quá đẹp luôn. Đấy. Con gì đây? 5m. Tài khoản ấn full chức năng. Bao tiền? Sao giá thế? 300 giá thế? Không. bán mua 300 à? Mua 300 bán 400. Được chưa? Ok chưa? 400.000 iPhone 5S lắp SIM đầy đủ. Ok. Màn zin men zin. Tài khoản ẩn. Ok. 400.000.
full chức năng, vân chân vân tay đầy đủ. Đây tám lớp còn đây. Một Pro Max đâu thứ ơi? Một Pro Max đây. Con thằng kia mua. 11 Pro Max này, ui giời, đẹp lắm, pin 87 này. Ui giời, tao máy đẹp đấy anh em ạ. Pin 87 nhá. 11 Pro Max pin 8788 nhá. 12.200.000 đồng. Pin cao, máy xin nguyên áp nhá. Hình thức ok đẹp luôn nhá. 12.200.000 đồng. Máy màu xanh và máy màu đen ok anh em nhá. 12.200. Máy pin 87, pin 88 nhá, pin nó cao anh em nhá. Pin cao, máy xin thì nó bắt buộc phải thế thôi. Con 8 đất 26 này ế quá, khê quá nhỉ. Cái Max này 7.3 này. Gì đây? Ô, có một Pro Max này từ xong rồi bán được nhỉ? Ô, Tứ ơi! Hôm nay bán được có 11 Pro Max nào nhỉ, Tứ nhỉ? Hôm nay thằng kia ở xa đến đấy có 11 Pro Max nào, anh tưởng bán được con này rồi nhỉ? Đi 85 này. Đi được con này. Này con nào đấy? Thế hôm nay bán con này là mới đưa, anh Trường mới đưa tem này. Mới thì chưa đưa, nó đưa 3 con mà. Ba con thằng kia xem máy gì? Đâu khách xem không? Đang xem nhưng mà 11 thôi. 11 à? Ôi tiền. Apple Watch Series 4 này, 3.500.000 này. Duy nhất luôn, mình đang dùng luôn. Thông ơi, có gì bán không em? Nào, khao tiền. Tên, có kèo gì dí nào? Đây. 7 Bluetooth nhé. 7 Bluetooth như thế nào, tình trạng quá đi. Full chức năng. À gì? Máy quốc tế. Full chức năng pin con này như pin 9697 gì đấy. Rồi, 96. Đây con này để cho anh em 3.3 thôi nhé. Rồi, ok, 3.3. Máy đẹp ấy. Đây con này 7 Bluetooth X. Máy mất fake nhá. Mua 4 triệu về sửa fake không sửa được. Pin 86 để cho anh em con này là 3.2 thôi. X. 3.3 đi, bằng con 7 Bluetooth đi. 3.3 đi, pin 86 mất rồi. Ok. Kèo gì nữa không? Đây, anh em liên hệ ra lô số này nhá. Ai mua liên hệ với số điện thoại của anh Tuấn nhá. Nào, anh Tuấn quay cho phát. Chú cũng có kèo. Ui giời, có chứ. Thế kia này lên bà con quả siêu phẩm này. SE 2016. Full chức năng nhưng mà iCloud hiện nhá. Full chức năng iCloud hiện 900.000. 900.000. Có ẩn được không? Ẩn được, nếu bà con ẩn thì thêm 100. Thêm 100 là ẩn đăng nhập iCloud bình thường đúng không? Đăng nhập iCloud bình thường. Rồi, ok. Tiếp theo con XG. Con này thì full chức năng. Zin hết nhá, không cần phải nói nhiều. Pin thì 8X. Bao 5.2. 5.2 đó cũng XG sao chỉ đáng thích. Thế thôi, bán thế thôi. Tiếp theo là quả kèo đây, 7 Bluetooth. Máy thì bị mất mỗi vân thôi, nhưng mà vân này vân lực ấn được nhá. Vân lực ấn được. Để cho bà con rẻ như 6S Bluetooth thôi, 32GB, mất mỗi vân thôi. Ừ. Bao tiền? 2.300.000 đồng. 32GB. 32GB. Full chức năng mất mỗi vân thôi. Mất mỗi vân thôi. Pin pin 88. Pin 88 bao tiền? 2 triệu á. 2.3. Máy bán thế thì anh em bán làm sao được. Thôi được rồi, tiếp. Hôm nay phá kèo luôn. Đây, con này hôm trước thì rất nhiều người hỏi nhưng mà toàn hẹn chốt mồm thôi. Đâu, cái màn bị như này thôi, có đâu cả bức bình thường nhá. Rồi, cảm ơn ok nhá. Màn kẻ kẻ đúng không? Hôm trước bán 3.5, hôm nay bán 3.3 thôi. Bằng con 7 vào lúc thôi. Rồi, ok. Bà ra bỏ màn cho bà con nhá. Ai thì Vâng. Vừa bán con này 7 plus này, quốc tế nhá. Rồi. 7 plus quốc tế, zin điết đèn điện, không zin đập máy, mà đập máy thì các bạn chịu nhá. Máy. Bảo hành 3 tháng nào con. 128GB quốc tế. À cục nước nó anh vừa mua mỗi 2 triệu. Anh bán thế thì anh em theo làm sao 3 triệu nhá, 128GB quốc tế. Đây, ai mua những cái kèo vừa rồi thì liên hệ số điện thoại của em nhá. Đây, Zalo đây nhá. Zalo với số điện thoại luôn của em đây. Thế còn cái này bán không? Cái này em đang sửa, chưa bán được. Biết sửa. Ui giời, phải sửa ấy, sửa mới có đồ dùng ấy. Hello anh em ạ, đây là anh không sầu. Đây mình có con 8 Plus đen này, 64GB full chức năng này. Mình bán cho bà con là 4.500.000 nhá, bán 4.500.000 quốc tế nhá. Hai là con Vivo nhá, mình bán cho con 1.800.000 nhá. Thứ ba là con 7G nhá, Bypass 32GB này, full chức năng này. Mình bán cho bà con là 1.400.000 thôi. 1.400.000 rẻ thế nhỉ. 6S này 32GB nhá, vẫn còn mới nhỉ. Hình thức mới rất là đẹp luôn. Full chức năng nhá, mình bán cho bà con là 1.500.000. 1.500.000. Còn con 6 con 7 Plus này màu hồng Bypass này, mình bán cho bà con là 1.600.000 không cam sau nhá. Đấy, mất vân tay.
1,6 triệu anh nhé. Còn là con 8 Plus. Đấy, 8 Plus rất là đẹp luôn. À, màn hình nó bị xước một tí ở đây thôi. Đấy, 64GB full chức năng nhá. Mình bán cho bà con là 4 triệu tròn. 4 đây triệu quá rẻ anh em. Số điện thoại của mình nhá. Đây số điện thoại của mình đây. Số điện thoại anh em. 0395673336 anh em nhá. Anh em liên hệ nhá. Hello, xin chào anh em nào. Hôm nay mình có mấy con kèo dành cho em đây. Đầu tiên nó sẽ là con iPhone 8 Plus quốc tế Suzuki zin full chức năng, con này để cho anh em là 4,5 triệu anh em nhé. Tiếp theo là iPhone 7G quốc tế 32GB, con này đẹp kem, hai này đẹp kem, để cho anh em giá là 2,6 triệu. Con này nữa, màu trắng luôn, cả ba con nhá, 2,6 triệu. Tiếp theo là iPhone X quốc tế 64GB zin full chức năng, để cho anh em con này là rẻ 7,3 triệu anh em nhé. Quá rẻ luôn, quá rẻ luôn. Đầu tiên đây. Số thoại mình đây 0033 88 17052 anh em lên không máy thì liên hệ số điện thoại này nhá. Anh Trung nào, hôm nay anh Trung có kèo gì cho bà con hello anh em, hôm nay mình có mấy bạn có cho anh em. Trước tiên là hai con 6G nhá, một con trắng là một con đen, nhưng mà hình thức đẹp gần như là không gần như là keng luôn, gọi là keng. Con trắng thì pin 89 nhá, con đen thì pin 96 nhá. Mình giới thiệu người giá là 1,6 triệu nhá. iPhone 6S nhá, 16GB thôi, iPhone này 16GB nhá, 6S full chức năng 16GB. Tiếp theo là mình liên hệ gọi con iPhone 7G này. Con này màu trắng này, con này đẹp không một vết xước, nhưng mà con này 128GB nhá. 128GB thì mình giới thiệu người là 2,5 triệu nhá, 2,5 triệu nhá. 7G 128GB, 8G 3 triệu, 3 triệu, pin 85, pin zin chức năng nhá. Đây hai con này là hai con gì đây, hai này cũng là 7G nhá, 7G đen này 32GB này 2,2 triệu, 7G hồng 2,3 triệu, đen 22 nhá, hồng 23 nhá, full chức năng nhá. Tiếp theo là bình phân lớp hết pin, đi 100, máy quốc tế full chức năng, à một con này mất vân tay nhá, 2,8 triệu, 2,8 triệu rồi. XS một đôi đen đẹp keng này, nói chung là không có tí nào xước luôn. Đây con này 5,4 triệu, 5,4 triệu XS 64GB hai con, con này là XS Max nhưng mà hết pin rồi, hình thức đẹp, pin 90 nhá, pin zin theo máy này. Để trước đây về xem bao tiền anh nhỉ? 7,8 triệu, 7,8 triệu, bà con có XS Max dùng rồi nhá. Pin 90, pin zin theo máy nhá. iPhone 11 con này là con báo pin nhá, báo pin 64GB full chức năng. Để cho bà con 6,7 triệu, 6,7 triệu, 1 thì 6,7 triệu đấy. Báo pin này, báo pin cũng được. Chốt 6 triệu. iPhone 11 à, iPhone 11 128GB à, một tím nhá, 8 triệu. Chưa biết giá đối với bộ gì thế gì. Full chức năng XS Max 7,1 triệu. À 7 triệu nhỉ, 7 triệu đi, ví dụ 7 triệu. iPhone 10 XG độ 13 màu gồ hồng 6 triệu nhé, 88 ít giờ đội đi. Máy Mỹ nhé, 6 triệu bà con có 13 dùng rồi nhá. Con này là con iPhone X 4,4 triệu, 4,4 triệu, 256GB, nhưng mà là màn lô nhé, màn lô 4 triệu, 4,4 triệu full chức năng nhé, lại còn 256GB nhé. XS à, thế con này bán xả lỗ luôn, con nhìn à không, con này em ấy cái ghép con này thì người 5,4 triệu. Làm máy thế này, 5,4 triệu vừa máy thế. À con này 7G bán rồi, tôi lên lên nước hai con này. 8G, 8G Gold 33, 3,3 triệu. Như đây à, đây đây đây, X màn lô vỏ keng, ví dụ người giá là 4 X là 256 nhé, 44 44. OLED không à, đấy không gì à, con này ít thường nhá, ít thường để cho người giá là 4 triệu, 4,8 triệu gì, con này full chức năng nhá, màu trắng, bình phân lớp 32GB pin 91, 3,6 triệu thôi. Yeah, mình nên cho người như thế để cho đến xin đại thiết nhá. Số điện thoại của mình là 0337606917 đây. Đấy, ai mua thì liên hệ số điện thoại này của anh Trung nhé.
Nào, thiết sư đệ. Ôi giời, đợi mãi đây này. 7G, 3G, full chức năng. Giá là 2.2 triệu thôi. 2.2 triệu. Rồi. Con tiếp theo con gì nhỉ? Xmax. Xmax. 64G màn mực như này. Bao rồi bao nhiêu tiền nhỉ? 5.5 triệu. Cái mác này 8G 256GB giá là 3.5 triệu. 8G máy thì đây số của thiết sư đệ nhá. Bà con mua những cái kèo này của thiết sư đệ thì bà con alo với thiết sư đệ nhá. Rồi ok, xin chào tất cả bà con nhé.